Công an tỉnh Vĩnh Long vừa cho biết là đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Tuy nhiên, bệnh nhân đang điều trị cách ly nên việc tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn. Cũng trong chiều nay, bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết mẫu xét nghiệm lần thứ 13 của bệnh nhân này cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu xét nghiệm trước đó cho kết quả âm tính. Liên quan tới bệnh nhân này, Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố vụ án bắt tạm giam các bị can liên quan điều tra về tội tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép. Năm 2020, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã đạt kỷ lục mới vượt mốc 1 tỷ đô la, tức là gần 24.000 tỷ đồng. Đây là kết quả được đưa ra từ chương trình đánh giá an ninh mạng do Tập đoàn Công nghệ BKV vừa thực hiện. Theo đó, năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, hàng loạt doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chuyển sang làm việc từ xa. Các phần mềm làm việc trực tuyến được tìm kiếm và download rầm rộ. Điều này tạo môi trường cho kẻ xấu khai thác lỗ hổng, tấn công, đánh cắp thông tin. Dự báo trong năm 2021, Việt Nam đã tránh được những tác động trực tiếp và nặng nề từ COVID-19, nhưng thói quen làm việc từ xa, trao đổi thông tin qua mạng sẽ tiếp tục duy trì và ngày càng phổ biến hơn. Ngược lại, đại dịch toàn cầu lại ở một diễn biến khác, phức tạp và khó lường, vô tình thúc đẩy các hoạt động phạm tội của tin tặc, kéo theo các vụ tấn công, mã hóa dữ liệu và tống tiền trên quy mô lớn. Vì vậy, người dùng cần cảnh giác đề phòng. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều, đặc biệt là dịp cuối năm. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen kết hợp giữa nhiều hình thức khác nhau nên rất nhiều nạn nhân đã bị sập bẫy. Giả danh cơ quan thực thi pháp luật bằng cách gọi điện, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Sử dụng lợi ích từ các chương trình tri ân, khuyến mãi để gửi tin nhắn chứa link giả mạo. Sử dụng hoạt động kinh doanh đa cấp qua mạng dưới dạng các mặt hàng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc hay kêu gọi đầu tư kinh doanh tiền ảo. Đây là những hình thức lừa đảo đang được các đối tượng sử dụng trong dịp cuối năm. Chúng tôi nhận định là hacker ở đây là tấn công có chủ đích vào những cái nạn nhân, mà đối với kẻ xấu đây chính là những cái nạn nhân tiềm năng, đây là những người mà có thực hiện những cái giao dịch tài chính lớn. Thế thì cái việc mà hacker tìm ra được những người mà có giao dịch tài chính lớn thì thực tế bây giờ là không phải quá khó khăn, bởi vì trên mạng có rất nhiều những cái danh sách những người sử dụng có thu nhập lớn và có thể là có những cái giao dịch tài chính lớn thông qua sử dụng cái việc là điện thoại. Chỉ tính riêng năm 2020, hàng trăm tỷ đồng đã bị hacker chiếm đoạt qua tấn công an ninh mạng liên quan đến ngân hàng. Trong đó chủ yếu là các dịch vụ đánh cắp mã OTP giao dịch của người dùng. Cách thức chính của hacker là lừa người dùng cài đặt phần mềm gián điệp trên điện thoại để lấy trộm tin nhắn OTP, thực hiện giao dịch bất hợp pháp. Trung bình mỗi tháng, hệ thống giám sát virus của BKAV đã phát hiện hơn 15.000 phần mềm gián điệp trên điện thoại di động. Điển hình như vụ việc VN84 app, phần mềm thu thập tin nhắn OTP giao dịch ngân hàng lên đến hàng tỷ đồng, đã lây nhiễm hàng nghìn smartphone tại Việt Nam. Năm nay là năm rất đặc biệt, năm Covid diễn ra, cho nên là các cái hoạt động kinh tế xã hội là đưa lên mạng rất nhiều. Mà đặc biệt là cái hình thức mà chúng ta thấy rõ nhất là hình thức học trực tuyến và làm việc từ xa. Chính vì vậy là các cái cuộc tấn công mạng cũng gia tăng một cách đột biến do cái nhu cầu làm việc từ xa, học tập từ xa bùng nổ. Và với cái thực trạng như vậy thì rất nhiều cái hình thức tấn công mới và những cái lỗ hổng mới được phát hiện và gia tăng đột biến trong năm 2020 này. Theo Cục An toàn Thông tin, các đối tượng bị hại trên môi trường Internet đa phần thường là phụ nữ, người già và những người không hay cập nhật các hình thức lừa đảo trên Internet. Để tránh được những nguy cơ trên đang có xu hướng tăng mạnh vào dịp cuối năm, người dân nên truy cập những trang thông tin chính thức của các nhãn hàng, công ty thay vì nhấn vào các link được gửi tới. Cân nhắc kỹ về xuất xứ và chức năng của phần mềm định tải về. Cuối cùng, cần phải hết sức cảnh giác với những cuộc điện thoại gọi đến để xác minh thông tin tài khoản giao dịch. Sau chuỗi ngày dài tăng giá, hôm nay thị trường chứng khoán đã chứng viên hoảng loạn khi các nhà đầu tư thi nhau bán, hàng trăm mã chứng khoán giảm kịch sàn. Tuy nhiên, lực lượt mua vào bắt đáy vẫn khá lớn khiến cho thanh khoản trên thị trường đã lập kỷ lục mới, vượt 22,6 ngàn tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ. Ngày đầu phiên sáng nay, hàng trăm mã chứng khoán đã bị đồng loạt bán tháo. Thị trường có thời điểm giảm sâu tới 77 điểm, tức là hầu hết các mã đều giảm sàn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính của việc giảm điểm sốc là do tâm lý.
Về mặt kỹ thuật, thị trường đang tiếp cận cái ngưỡng 1.200 điểm. Và cái ngưỡng 1.200 điểm này nó đã duy trì gần 20 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam, năm 2007 hay quý 1 năm 2018 và ở thời điểm hiện tại. Thế thì tôi cho rằng cơ bản về mặt kỹ thuật thì thị trường cũng cần phải có một cái nhịp điều chỉnh nào đó sau một cái quãng thời gian tăng khá là dài, liên tục trong vòng 6 tháng. Trong cái phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ hoảng loạn là tương đối lớn khi mà rất nhiều các cái cổ phiếu giảm sàn, đặc biệt là ngay cả những cổ phiếu ít tăng của thị trường, ví dụ như các cái mã blue chip thực tế trong cái giai đoạn vừa qua không tăng nhiều, chỉ tăng cùng với VN Index thì cũng có một cái cũng bị một cái đà bán tháo tương đối là mạnh. Bước sang phiên giao dịch buổi chiều, tâm lý các nhà đầu tư đã ổn định hơn, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khi thị trường giảm điểm khá sâu. Phiên chiều nay diễn biến là tâm lý của nhà đầu tư có phần tích cực hơn khi Ủy ban chứng khoán có một cái thông điệp rằng là với cái mức margin 81.000 tỷ đồng vẫn ở trong ngưỡng cho phép. Cùng với đó là cái việc nhiều cổ phiếu được nhà đầu tư tham gia bắt đáy trong giữa phiên chiều, dẫn đến là thị trường có sự hồi phục khoảng 14-15 điểm so với cái mức sâu nhất trong phiên buổi sáng. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đã giảm tới 60,94 điểm, tương đương giảm 5,11%, xuống mức 1.131 điểm. Toàn thị trường có 437 mã chứng khoán giảm giá, trong đó 112 mã giảm sàn. Trong ngắn hạn thì chúng ta cần phải chú ý nhất là cái việc mà thứ năm này thì là hợp đồng phái sinh sẽ đáo hạn. Vì vậy thì là sẽ có những cái biến động tương đối là mạnh đối với thị trường. Tuy nhiên về mặt chung và dài hạn thì thực ra thị trường đã được hỗ trợ bởi khá là nhiều yếu tố tích cực, như là cái việc đại hội đảng sắp năm tuần sau sẽ khai mạc. Ngoài ra thì cái việc mà dòng tiền rẻ được duy trì trên thế giới vẫn đang tiếp tục được hỗ trợ cho thị trường chứng khoán. Thêm vào đó thì cái việc mà Việt Nam, tỷ trọng của Việt Nam trong sổ chỉ số MSCI Frontier Market 100 thì sẽ tiếp tục được gia tăng trong các kỳ review khoảng tháng 5, tháng 9 và tháng 11 thì sẽ tiếp tục là một yếu tố để thu hút dòng vốn nước ngoài. Phải luôn luôn bình tĩnh, là vì thị trường thì có lúc tăng, nó cũng có lúc giảm, mà bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Và đôi khi những cái nhịp giảm điểm như thế này cũng sẽ giúp chúng ta nhìn nhận lại cái mức độ mạnh hay yếu của một cái cổ phiếu hay là một cái dòng cổ phiếu nào đó. Và những cái nhịp giảm điểm này thì lại là những cái nhịp mà chúng ta nếu nhìn nhận tốt thì sẽ tìm được các cái cơ hội tốt thực sự trong tương lai. Cũng trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 140 tỷ đồng tại hai sàn giao dịch. Lực cầu từ nhà đầu tư nước ngoài cũng góp phần giúp ổn định tâm lý nhà đầu tư, giúp thị trường phục hồi và tìm lại mốc 1.200 điểm trong thời gian tới.